Mạng Thái Lan phẫn nộ khi vợ chồng bớt bút chai tiết lộ lý do không đi viếng Tamonida, thế này liệu có quá vô tình? Tiết lộ của cả hai khiến cho cư dân mạng Thái Lan nảy ra màn tranh cãi dữ dội. Vừa qua, vợ chồng bớt bút chai và Troy Wataya đã có dịp xuất hiện trong chương trình của đài truyền hình GMM TV. Tại đây, khi thời lượng xuất hiện của cặp đôi chưa đến, Bớt và Troy đang ngồi chờ tại hậu trường vốn đang có bản tin giải trí cập nhật diễn biến tang lễ của nữ diễn viên Tamonida. Sau đó, nam MC Modem đã nhân tiện bảo rằng khi kết thúc công việc ở đây thì anh sẽ đi đến viếng đồng nghiệp và hỏi lớn vợ chồng này có đến viếng hay không. Phải không, cô chủ? Không đi, bởi vì tôi không làm việc chung với anh, nhưng mà tôi đã cảm thấy tiếc nuối bằng cách khác. Tiếp theo, diễn viên Troy vừa là bà xã của Bớt đã trả lời rằng em không đi dự vì chưa có cơ hội làm việc cùng hay thân thiết cùng em Tanmo, nhưng em cũng đã chia buồn cùng gia đình trên mạng xã hội rồi. Lời chia sẻ của cô đã khiến cho cư dân mạng Thái Lan không khỏi bất ngờ. Đáng nói, anh chàng Bớt ngồi kế bên khi nghe vợ nói như vậy cũng bày tỏ thái độ đồng ý, càng đẩy cho sự việc lên mức cao trào. Bởi lẽ trước đó, Bớt đã từng có cơ hội hợp tác với Tanmo trong chiếc lá cuốn bay. Cả hai còn vào vai vợ chồng, nên việc anh không đến viếng tang lễ của Tanmo được cho là quá vô tình và thờ ơ. Đương nhiên, có không ít ý kiến cho rằng anh chàng nên đăng hẳn một bài đăng để tưởng nhớ đồng nghiệp khi cả hai đã đóng phim cùng nhau. Việc đăng story và sẽ bị xóa sau 24 giờ có phần xem nhẹ tình bạn của Bớt và Tomo. Vào năm 2019, cả Bớt Buttigieg và Tamonida đều xuất hiện trong phim Chiếc lá cuốn bay. Cả hai đã vào vai vợ chồng ngay từ những tập đầu tiên. Dù khúc cuối phải ly hôn, nhưng việc Bớt và Tanmo có nhiều phân cảnh chung với nhau là điều không thể chối bỏ. Hiện vợ chồng Bớt Buttigieg vẫn chưa có động thái gì trước tin tức này.